xem con máy cài Iseki nó trang cửa đất đi các bạn. Nãy giờ mình cũng ít có thấy cái dàn trang, loại dàn trang như thế này các bạn. Trang cửa mà trang khô nè các bạn. Đó. Dàn trang này dài dữ lắm luôn các bạn. Nó cạo từng lớp đi nè các bạn. Cái bên đó là cái bên đất nó lung, rồi bên này đất này đã được xới rồi nha các bạn. Cạo đi cũng khá là nhiều đất. Cái dàn xa này cỡ 4 mét à. Này nó nghiêng một bên hay sao mà cạo đều quá luôn. Cạo miên một lớp luôn nè các bạn. Các bạn thấy nè. Đó. Thụt vô đã 1 mét là cạo đi. Đó. Cạo đi cả 1 mét. Cạo đi bỏ bên đó. Đất này cạo đi rồi, còn cái vách bên này chắc có lẽ xớ lại đó các bạn. Xớ lại mấy lần nước. Còn bên đó thì khỏi xớ rồi. Nó là cạo cái lớp đó, đất mặt qua, coi là đất thịt không. Cạo đi rất là nhiều đất. Cái dàn trang này là nó bị đứng nó cỡ 3 tấc rồi các bạn. Nó bọng trên giữa. Mỗi lần ảnh cạo như vậy đó các bạn, là qua tới bên kia là ảnh dở lên từ từ các bạn, dở lên từ từ cho nó đều.
dỡ ben lên từ từ. À, cứ về đi rồi chạy tới vậy thôi. Cầu mi một lớp luôn nha các bạn, nè, bạn thấy nè, nó một liêm mi một lớp hẳn hồi luôn, có lẽ là phân lớp ra rồi cạo vô tới trong bờ đó luôn đó các bạn, cho nó mới đều miếng đất ra. Miếng đất như vậy luôn đó các bạn. Thấy vậy rồi mình quay chia sẻ video cho các bạn xem, rồi mình xin hẹn lại những cái video sau của mình các bạn. Thấy cạo cũng ra khá là mau. Rồi cạo mỗi kéo một cái là được cỡ 4 mét. Tại vì phủ đầu vô nữa, 3 mét mấy vậy đó.